Xin chào mọi người đến với Nhật ký mẹ bầu. Hôm nay á, cơ sẽ chia sẻ với mọi người cách massage mẹ bầu, làm thế nào cho mẹ bầu cảm thấy thoải mái hơn. Bật mí với các bạn là cơ đã từng đạt được chứng chỉ chăm cứu tại Bệnh viện Y học Dân tộc Thành phố. Cho nên là cơ nắm rất rõ những cái huyệt, những cái nơi mà bà bầu cảm thấy khó chịu và những cái nơi mà cảm thấy mệt mỏi, mình nên bấm vào những cái huyệt nào. Và bây giờ mình sẽ chỉ các bạn nha. Yeah, chưa massage nghe đã thấy đã rồi. Hôm nay mình được ông xã massage đau lắm á. Hả? Nói đùa thôi. Tùy theo những thể trạng của những con người. Bởi vì có những con người là da rất là dày và mình bấm mạnh lắm mà họ vẫn chưa cảm thấy đau. Có những người da rất là mỏng nè, mình chỉ bấm nhẹ thôi là mọi người đã đau rồi. Rồi có những bà bầu là phải dùng như thế nào cho nó vừa sức. Thì hôm nay là mình chỉ là không phải là bấm huyệt mà là mình massage cho vợ mình, làm sao cho cảm thấy thoải mái nhất. Còn bây giờ á, em thích massage chỗ nào? Mọi người nghĩ là đối với bà bầu thì thích massage chỗ nào nhất? Chắc là cái bụng. À, không, hạn chế massage bụng. Cái bộ phận mà các mẹ bầu rất thích massage, em nghĩ đó là đôi chân. Bởi vì thật sự là khi mang bầu, bụng càng ngày càng lớn thì sẽ gây áp lực lên đôi chân rất là nhiều và khiến cho đôi chân rất là dễ bị mỏi nè, bị đau nè, và đôi khi là còn bị sưng nữa. Cho nên là để cái chân của mình lưu thông tốt thì em nghĩ là nên massage. Anh massage chân trước cho em đi. Có bầu là muốn sai mình làm gì cũng được hết á, mà không có quyền phản kháng. Bây giờ là mình bắt đầu mình massage cho bà bầu. Các bạn thấy không? Mình trước tiên là mình phải bóp cái chân cho nó giãn ra, thư giãn ra để bớt căng cơ đi. Sau đó mình mới thực hiện những động tác sau. Trước đầu tiên á, đây, bóp như thế này nha. Đảo quá. Là phê không? Quá phê luôn á. Mình cũng muốn được như vậy á. Một lát nữa bắt vợ làm lại. Trời ơi, công nhận hả, là tay lực sĩ cũng có khác chỗ em, dễ sợ. Không phải là im đâu mà không có bóp mạnh. Đó, có nghĩa là mình phải dùng vừa sức của mình thôi, không có được làm quá sức, bởi vì làm quá sức là vợ mình sẽ đau á nha. Đó, trước tiên là mình làm nóng như thế này trước. Sau đó thông thường là bà bầu rất là mỏi chân và mỏi ở phần bắp này thì mình tiếp tục bóp. Ở đây không có bí quyết gì hết á, ở đây mình không thể bấm huyệt được. Bởi vì đối với bầu bấm huyệt thực sự nó cũng không tốt lắm đâu. Cho nên là tốt nhất là mình chỉ là massage đơn giản, nhẹ nhàng để vợ mình cảm thấy là thoải mái nhất. Mình bóp cái phần bàn chân này, bàn chân này cũng rất là dễ chịu nè. Bởi vì bàn chân này mình hay đi, đúng không? Và lầu dưới lòng bàn chân mình không nên ứng huyệt ở đây tại vì nó cũng không có tốt lắm. Mình chỉ xoa bóp nhẹ nhẹ thôi là mình làm cho bà bầu cảm thấy dễ chịu nè. À, dễ chịu không em? Quá dễ chịu. Em nhớ nha. Nhớ những động tác này nha. Gì vậy? Tí nữa. Tí nữa anh sẽ nói em nghe vì sao em phải nhớ những động tác này, được không? Mình massage xong bụng chân nè, rồi bàn chân, bây giờ mình sẽ massage ngón chân sao? Thấy ta chà. Đó, đã lắm á, các bạn thử coi. Về là vợ mình cực kỳ thích luôn á. Kêu bắp vô đây tập massage cho mẹ luôn đi. Bắp ơi, vô đây con ơi. Con về rồi hả? Đóng cửa đây con. Rồi, con lên đây. Đi lên đây. Đây. Cho ba massage cho mà má. Phụ ba. Đây, phụ ba. Ôi trời ơi. Ôi thương quá. Bắp ngày nào cũng vậy đó. Khi mà lên gặp mẹ, cái điều đầu tiên là phải hôn em trước đó. Bắp dạ. Rất là thương em luôn, đúng không nè, con? Nè con coi ba chỉ cho bắp massage cho mẹ nè. Nha. Con lấy ngón tay chà 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 ngón chân này nè. Nè, con qua đây nè. Con biết làm không? Không biết làm không? Con có làm phụ ba được không? Vậy con nhìn ba làm. Vậy con bóp nè, bóp cho mẹ. Coi chừng. Con ngồi đây. Ngồi đó té đó. Đây, con ngồi xích qua đây, mẹ nằm xích qua đây cho bóp nè. Rồi.
con ngồi đây, con ngồi đây. Bóp qua đây. Ba ba một chân, bóp một chân. Rồi để xe hơi đây. Rồi, con quay lại, quay lại. Nè. Bóp chân. Bóp chân giống như là bóp bánh mì. Bóp bánh mì. Đúng rồi, bóp bánh mì. Đây, rồi chà ngón chân. Quá nhẹ nhẹ thôi. Rồi sao nữa? Rồi tiếp đi ba. Sau đó vuốt bánh mì. Sau đó làm gì nữa? Vuốt sao cầm hai tay như vậy nè? Ba ba cắt bánh mì. À vuốt xong mà cắt bánh mì à? Cắt bánh mì. Sau đó làm sao? Thế ăn. Ăn bánh mì. À ăn bánh mì. Ủa có ăn bánh mì không? Ăn bánh mì đi. Ngon quá. Nhẹ nhẹ thôi. Đó. Con thấy không? Chà từng ngón thôi. Bởi vì á, những cái này làm cho mẹ cảm thấy rất là thoải mái và được thư giãn. Thoải mái. Và? Và giỏi. Thư giãn. Thư giãn. Đúng rồi. Đó. Mẹ có thích không vậy? Mẹ thích quá, quá phê. Mẹ rất không hả? Mẹ thích lắm. Quá phê luôn. Đó, chà. À, vuốt à, vuốt bàn chân. Vuốt này biết làm gì không các bạn? Cho nó đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang tay. Ôi, bàn tay này đẹp quá. Bàn tay này đẹp. Bàn tay này nên được massage nè. Wow. Wow. Yêu quá vậy ta. Ồ, con cũng yêu em đó hả? Yêu em. Rồi, nói tới tay á, thì bây giờ mình sẽ bóp tay như là bóp chân. Mình bóp nhẹ nhàng thôi. Làm cho mẹ bầu cảm thấy thoải mái nhất. Wow, đã quá bóp ơi. Đã quá ba ơi. Wow. À, mình cứ massage nhẹ nhàng vậy thôi. Không có cần phải quá dùng những cái gì đó nó quá cao cấp. Bởi vì những cái này là mình có thể làm, các bạn hiểu không? Wow. Không những là mình làm cho mẹ bầu cảm thấy thoải mái mà thực sự nó cũng đưa cho mình một cái tình cảm kết nối trong đây nữa và làm cho tình cảm vợ chồng mình càng ngày càng tốt hơn á. Đó, các bạn thấy không? Bạn này á, bạn còn massage còn tốt hơn cơ nữa. Bởi vì bạn massage luôn cả mặt của mẹ luôn á. Massage mặt cho mẹ. Rồi, con bóp tay cho mẹ xong chưa? Dạ, xong rồi. À, sau đó mình cũng như làm như những ngón chân. Mình lấy tay mình xoa. Okay. Xoa từng ngón nha. Ở đây nếu như mà các bạn nào chưa thử, các bạn nên thử động tác này. Bởi vì động tác này, những bà bầu cũng như là những người được massage cực kỳ thích. Đối với mình cũng rất là thích luôn á. À, và bây giờ thì đến phần massage cổ và vai cho bà bầu, làm sao cho nó thoải mái nhất. Thì các bạn cũng thấy nè, ở phần cổ này á, có phần phía dưới ót này nè, chúng ta sẽ massage từ phía dưới ót xuống đến cái vai của bà bầu. Trong khi đó chúng ta massage vai rất là nhẹ nhàng thôi. Bởi vì chỗ này á, là cái chỗ rất là nhạy cảm và rất là đau. Nếu mà chúng ta dùng sức quá mạnh á, thì bà bầu sẽ cảm thấy rất là đau. Và chúng ta dùng vừa phải, thì cái sức vừa phải thì để người ta cảm nhận được cái sự thoải mái của bà bầu. Thì đó, chỗ này là bóp là nhẹ nhàng thôi, cho bà bầu cảm thấy thoải mái nhất. Đó, không phải dùng quá nhiều sức của chúng ta. Bởi vì khi mà làm mình đó, thì mình cũng sẽ cảm thấy đau nếu mà chúng ta dùng sức quá mạnh. Phía đây, phía dưới ót chúng ta để chạy dài xuống đây nha. Thì chúng ta xoa nhẹ nhàng thôi, xoa nhẹ nhàng. Đó, nhẹ nhàng thôi. À, thông thường á, là mới bấm huyệt á, là chúng ta phải bấm những cái huyệt rất là mạnh ở đây nè để ha, cái người ta bị đau cổ hay là những cái người mà người ta cảm thấy là bị nhức mỏi á, sẽ cảm thấy dễ chịu, nhưng mà đối với bà bầu thì nhẹ nhàng thôi. Bởi vì khi mà chúng ta làm quá mạnh á, thì bà bầu sẽ bị giật mình và sẽ ảnh hưởng đến em bé. Sau những cái bóp cổ như thế này á, thì chúng ta còn một cái nữa mà làm cho bà bầu cảm thấy cực kỳ thoải mái, đó là đầu. Đây. Đó, ở trên đầu rất là nhiều huyệt, nhưng mà chúng ta bóp lòng vòng thôi, không cần phải bóp đúng huyệt. Bởi vì như vậy là bà bầu sẽ cảm thấy rất là thoải mái nè.
nhiều khi là suy nghĩ quá nhiều nè, làm việc quá nhiều rồi nhức đầu rồi về căng thẳng với mình, bóp đầu đi các bạn, sẽ đỡ bị nói nhiều hơn. Massage lưng thì thật sự không tốt lắm. Bởi mà em đau thắt lưng dữ lắm. Bởi vì á, lưng á, nó kết nối với em bé cho nên là không tốt lắm. Nhưng mà thôi thì nếu như mà làm nhẹ nhàng á, thì nó cũng rất là ổn. Chúng ta chỉ xoa nhẹ thôi. Về việc phía lưng á, chỉ xoa thôi, đừng ứng nha. Bởi vì ứng á, là sẽ rất là ảnh hưởng cho bé. Chỉ xoa nhẹ thôi. Walker vừa thể hiện xong một vài động tác cơ bản để massage cho bé bầu. Em cảm thấy như thế nào? Mọi người cũng biết đó là đối với mẹ bầu á, là chân nè, lưng nè, vai nè, đầu nè, đó là những cái bộ phận mà rất là hay mệt mỏi và rất là cần massage. Tuy nhiên là với mẹ bầu thì đương nhiên là không thể nào mà massage mạnh, ấn huyệt nhiều như là người bình thường được. Cho nên là phải là những cái động tác hết sức nhẹ nhàng chỉ đủ cho mẹ bầu thư giãn thôi. Thì đó, thì bây giờ là cơ cảm thấy là tất cả những người chồng chúng ta đều có thể làm được những cái này và hãy làm cho người vợ chúng ta cảm thấy thoải mái. Phương nghĩ hay là những cái động tác massage vừa rồi mà anh Cơ chia sẻ với mọi người là những cái động tác rất là cơ bản và Phương nghĩ là bất kể ông chồng nào cũng có thể làm được, chỉ cần là chúng ta dành thêm một chút thời gian cho vợ mình nữa mà thôi. Đó là những thông tin mà Phương muốn chia sẻ với mọi người ở trong nhật ký mẹ bầu lần này, và mọi người cũng đừng quên là đăng ký kênh Quốc Cơ Hồng Phượng để mà có thể chia sẻ những ý kiến về vấn đề massage cho mẹ bầu nha. Một điều nữa là Phượng muốn lưu ý với tất cả các mẹ bầu là cho dù massage ở nhà hay là đi ra ngoài, đi ra các spa để massage thì chúng ta cũng không nên là massage quá lâu. Bởi vì khi mà massage quá lâu, chúng ta nằm cùng một tư thế ở trên giường quá lâu như vậy thì cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của mẹ bầu đâu. Phượng cũng hy vọng là sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến tư vấn đóng góp của mọi người về cái vấn đề massage cho mẹ bầu này. Và mọi người nhớ là đăng ký kênh Quốc Cơ Hồng Phượng để có thể theo dõi những tập tiếp theo của nhật ký mẹ bầu nha. Còn bây giờ đến đây massage cho anh đó. Em massage anh được massage rồi.